Cung kim inox nằm trên, phần khung tháo lắp. Đây là nhóm răng cối, răng vita. Đây là nhóm răng cửa lên răng. Nếu mà làm hàm tháo lắp thì nếu mà những ai có điều kiện hàm khung thì sẽ tốt, sẽ bền hơn. Còn nếu mà làm hàm nhựa thì thời gian lâu có thể bị nứt, bị gãy. Do nhựa thì chịu lực tất nhiên không có tốt bằng cái phần mà cái hàm mà có phần sườn kim loại, phần khung. Rồi, chúc mọi người có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.